Ủa, Con chào mẹ. Quân tới hả con? May quá có con đây. Mẹ định chạy lên phòng bác sĩ coi coi giấy tờ xuất viện nó ra làm sao. Thôi con ngồi đây với mẹ con nó chút xíu nha. Mẹ đi Dạ. nha. Ủa mẹ, bác sĩ cho xuất viện rồi hả mẹ? Ừ, Khi nào vậy mẹ? bác sĩ nói sáng mai á kiểm tra lại lần chót, rồi nếu mà không có gì á ổn thỏa hết á thì cho xuất viện. Dạ, vậy thì tốt. Để về nhà chăm sóc cho nó tiện, chứ ở đây bất tiện quá. Thôi con ngồi đây chơi chút xíu nha. Dạ, mẹ Chào cứ đi đi. con. Bữa giờ bận công việc quá nên không thăm mẹ con được. Anh còn nhớ tới vợ con nữa hả? Tôi tưởng anh phủi sạch hết trách nhiệm rồi chứ. Em muốn nghĩ sao thì tùy, nhưng anh làm tất cả là vì cái gia đình này, chứ đâu phải đi chơi đâu. Chứ không phải anh không có thời gian để thăm con, vì bao nhiêu thời gian của anh dành để lăng nhăng đàn đúm hết rồi hả? Em có thấy tận mặt không mà em nói như vậy hả? Anh không thấy á, là tôi còn non ngày non tháng hả? Tôi mà còn khỏe thì tôi cũng đi bắt quả tang cho anh khỏi chối nữa. Trong lúc này mà em còn dám nói chuyện với anh như vậy đó hả? Thì sao? Có chuyện gì vậy Thúy? Rồi rồi, anh sẽ tới liền, anh sẽ tới liền. Cục cưng, hôm bữa giờ em với anh á toàn gặp chuyện xui xẻo gì đâu không à. Hay là bây giờ á tụi mình đi Vũng Tàu chơi đi. Bây giờ hả? Rồi anh sẽ giải quyết công việc. Thì đi có 2 ngày thôi mà, về liền chứ đâu có ở lâu đâu mà sợ nha. Ừ, vậy đi thì đi. Đi nha. Ừ, ok. Cảm ơn. Kìa con à, em nó khóc rồi kìa con. Con dỗ em đi con. Sao lại khóc vậy con? Mới sanh nở mà. Thôi con à, thằng Quân nó vô đây rồi, nó đâu rồi con? Ngồi chưa nóng, có điện thoại là anh đi liền mẹ ơi. Con khổ quá. Thôi con, Rồi chị xui đâu con? Hả? Thôi đừng có buồn nữa con à. Mẹ sinh con á mới sanh nở, không nên như vậy con à. Thôi mẹ xin lỗi con à. Mẹ biết nó làm con buồn lắm, mẹ xin lỗi con nha. Thôi vì mẹ đi con. Mẹ đâu có lỗi gì đâu, mẹ đừng có nói như vậy. Thôi đừng buồn nữa con. Thôi con. Ủa chị xui. Dạ. Thôi con. Sao vậy con? Mẹ ơi. Sao? Quân đâu rồi? Ủa chị xui đi đâu về đây? May quá bác sĩ nói là ổn thỏa hết rồi. Ngày mai bác sĩ khám lần chót rồi cho xuất viện. Ồ vậy đó hả? Vậy là cháu nội của mẹ được xuất viện đó hả? Vậy là ngày mai tôi được đưa cháu tôi về rồi đó hả? Đừng có khóc thôi. Sao vậy nè? Nghe con, mẹ xin con đừng khóc nữa mà con. Con à. Con. Ủa mẹ, mẹ từ bệnh viện về rồi hả mẹ? Mẹ con nó có sao không mẹ?
Ờ, sáng mai đón hai mẹ con nó về rồi đó. Con coi dọn dẹp phòng ốc cho sạch sẽ nghe không? Dạ. Mà mai được không mẹ? Sáng mai mẹ con nó về rồi, làm sớm đi. Con nè. Dạ, lát con làm. Ây, mà không biết á hả? Con bé á, về đây rồi có khóc lóc giống như cha nó hồi đó không mẹ? Trời đất cơ, con này nó chuyện gỡ không à? Thiệt tình cái thằng này, mẹ không hiểu nổi luôn á nghe. Vợ đẹp con xinh như vậy á mà không chịu ở nhà, suốt ngày lông nhóng ngoài đường không à. Quyên nè, ngày mai con Trang nó về á mà nó không thấy thằng Quân á, nhỏ buồn nhỏ khóc nửa tròn coi. Thì khổ ghê vậy đó. Thiệt. Còn bó dép với quý tử của mẹ